Hi, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kinh đi thôi nha. Hôm nay mình đang có mặt tại Buôn Ma Thuột rồi. Tính ra khoảng đường mình đi á, hôm bữa là mình đi từ Hà Nội về đây là tầm 1.400 km, mình đi trong 2 ngày rưỡi. Đó, cái ngày thứ nhất á, là mình đi được tầm 300 mấy, còn 2 ngày sau ngày nào cũng chạy 500 mấy nên là bây giờ người cũng khá là mệt rồi. Vừa về tới đây cách nhà mình còn vài km nữa, nhưng mà có cái khu này cũng mát nên là mình ghé và mình quay video cho mọi người xem, chứ mình chưa về tới nhà luôn. Đây đồ đạc này, tập trước á thì mình có quay cho mọi người xem sơ qua về bên trong, nhưng mà mình không có tính quay bên ngoài làm gì, để mình tập trung mình làm bên trong rồi mình đi dọn lại bên ngoài, mình sơn bên ngoài luôn. Nhưng mà hôm nay mình lại có ý tưởng là mình sẽ đổi cái màu sơn bên ngoài. Hiện tại là nó đang là màu trắng nè. Về cái màu á, thì mình cũng chưa có chốt cái màu nào đâu, nhưng mà chắc là mình sẽ đổi cái màu khác cho nhìn cho nó tươi mới một tí, với lại nhìn cho nó là lạ á. Nên là sẵn tiện thì hôm nay mình sẽ quay sơ về tổng thể cái xe này cho mọi người xem ha, từ bên ngoài đến bên trong, để mình coi như là mình cũng muốn lưu lại, rồi cho bạn nào cũng muốn tham khảo nữa thì xem trước khi thay đổi nó sẽ như thế nào, và thay đổi xong thì nó sẽ như thế nào, và tốn chi phí khoảng bao nhiêu. Đó, mình sẽ, cái này quan trọng nè, nhiều bạn cũng muốn chơi nhưng mà cũng không có rõ về chi phí, như lúc đầu mình cũng vậy thôi, ví dụ như đi sơn xe bao nhiêu, rồi làm nội thất bên trong bao nhiêu thì cũng không có rõ, nên là cũng không có dám chơi, nên là sẵn tiện bây giờ mình làm chiếc xe này thì mình cũng chia sẻ cho mọi người luôn. Đây là tổng thể cái xe của nó. Nói cho mọi người sơ qua thì cái xe này là dòng Max Sprinter 16 chỗ và cũng đã có hoán cải rồi, nên là về thủ tục, về pháp lý chuyển tải á, thì mình không phải lo nữa. Đây. Cái nước sơn của nó là màu trắng, nhưng mà cái này thì nó dơ, khá là dơ rồi, nhưng mà cơ bản á, thì mình sẽ phải sơn lại thôi. Thứ nhất là nó có nhiều chỗ cấn móp nè, cấn móp với lại nứt. Cấn móp thì không có nhiều đâu, chỉ một vài chỗ thôi, nhưng mà đa số cái nước sơn của nó đã bị nứt hết rồi, nghĩa là đời nó khá là lâu và người ta bỏ ngoài nắng á, người ta không có chăm sóc kỹ, với người ta cũng không có đi nhiều á, nên là thành ra là nó bị nứt. Nếu mà mọi người mà xe mà mọi người đi á thì nó sẽ không có bị nứt như vậy đâu. Cái lý do nứt là ít đi và để ngoài nắng thì nó mới nứt như thế này. Đó. Nó chỉ có cái vấn đề là cái nước sơn nó xấu thôi, còn tất cả mọi thứ, ví dụ như là nhựa nè, những cái chi tiết mà ốp cản ốp đồ á, thì hầu như là nó không có bị bể, không bị nứt gì cả, nên là mình rất là khỏe về cái khoản đó, mình sẽ xử lý cái khoản đó rất là dễ. Đây là nội thất bên trong đó, mọi người có thể thấy nè, nó rất là cứng cáp. Nói cho mọi người biết thì đây là cái bảng 313. Cái bảng này á, thì nó sẽ có gương điện rồi mọi thứ, nói chung là các chức năng nó còn đều hoàn hảo cả. Và cái bảng 313 này á, thì nghe nói thì nó sẽ mạnh hơn cái bảng là bảng thường đó, với lại nó cũng thêm nhiều chức năng khác nữa, mình cũng không có rõ lắm đó. Mọi người thấy nè, mọi thứ nó còn rất là mới so với cái chiếc Ford Transit hồi xưa của mình á, thì cái chi tiết nhựa thì cái này nó dễ xử lý và nó còn mới hơn rất là nhiều. Đây, mấy cái đồ này á, thì mình dễ xử lý rồi ha, nó hơi cũ thôi, còn mấy cái này nè, nút bấm nè, rồi nhựa nè, nói chung là nó còn rất là mới. Những cái này á, thì mình chỉ cần mua dung dịch tẩy về mình đánh qua một cái là như mới thôi đó. Mọi chi tiết nút bấm hay gì á, thì nó đều không có bị hư hay gì, nên là cái này mình cũng sẽ xử lý dễ và mình không phải tốn nhiều chi phí để mà mình mua thay thế đó. Những đặc biệt những cái dòng cũ nha mọi người, nếu mà cho dù mọi người có mua giá rẻ hơn 10-20 triệu gì đó, nhưng mà các chi tiết nó lung lay, nó bể rồi á, thì mọi người tìm mua rất là cực, và nhiều khi cái giá thành nó cũng rất là mắc. Nhiều khi có mỗi những cái nấm xoay hay là như thế này nè, mọi người tìm rất là cực, nhưng mà tìm ra rồi á thì mỗi cái như vậy cũng vài trăm ngàn đó, nên là cộng lại thì nó cũng không có rẻ hơn đâu. Nên là nếu mọi người mua xe cũ á, thì mọi người cố gắng tìm những loại xe mà nó cao hơn tí, nhưng mà mọi thứ nó còn khá là tốt á, thì mình sẽ đỡ nhiều cái chi phí về khoản đó. Phía sau của xe này, nó nói chung là còn rất là ok, không có bị cấn móp gì cả. Có những cái chi tiết này á, thì là nó sẽ có cái thang. Lúc trước á, thì mình có đổ cái thang để mà đứng lên trên nóc á,
nên là bây giờ mình đi mình lấy xe á, thì người ta cũng gỡ ra rồi, nhưng mà người ta có để lại cho mình, rồi sau mình sơn lại mình lắp lên đó thì nó sẽ đẹp thôi. Đây phía sau bữa tối ấy, mình có quay cho mọi người xem rồi, nhưng mà khá là tối mọi người không có xem kỹ, thì bây giờ mình quay sơ lại nội thất cho mọi người xem nè. Các chi tiết ấy, thì do vừa rồi á cái anh chủ xe của cái xe này ảnh đi đăng kiểm, ảnh phải nhờ lại cái người cũ đi đăng kiểm lại cái xe ấy, thì người ta phải bắt buộc phải tháo đồ ra hết rồi. Thay khi tháo ra hết á, thì bắt đầu lắp vào lại thì sẽ ra làm dạng mô đun luôn, nghĩa là những cái chi tiết như thế này á, thì lúc trước á, thì không có những cái tấm vách phía sau hay gì đó, thì bây giờ là nhà đã đổ lại và có những cái tấm vách đó luôn, để khi mà mình mỗi lần đăng kiểm á, mình chỉ cần bê nguyên cái cục này mình bê ra ngoài luôn, nghĩa là nó sẽ không có đụng chạm gì đến sàn hoặc là đến vách của cái xe. Nếu mà mình muốn cố định chắc chắn hơn á, thì mình chỉ cần vít khoảng một vài con vít thôi để cho nó bám chắc cái thiết bị vào cái xe thôi, còn lại á, thì mọi thứ nó đều tách rời, khi mà mình muốn đăng kiểm á, mình chỉ cần rút ra và mình kéo ra thôi đó, nên là lần sau mình sẽ đăng kiểm rất là khỏe. Nhưng mà vì lý do làm như vậy á, nên là các chi tiết nó bị nứt vỡ rồi, nó xê dịch, nói chung là nó chưa có được hoàn hảo lắm. Bây giờ mình bắt buộc mình phải mở hết ra và mình sẽ đánh chà lại rồi sơn lại màu khác, hoặc là để sơn màu này cũng được, nhưng mà mình sẽ phải xử lý lại cái bề mặt để cho nó đẹp. Này, cái chi tiết đây nó chóc rồi khá là nhiều lỗi, và mình thì bị OCD mọi người, những cái này mình không chịu được đâu, nên là mình chắc là mình sẽ phải mở ra và mình làm theo cái ý của mình. Nó mất công hơn một tí thôi, nhưng mà thật ra nó không có tốn nhiều chi phí, tại vì những cái đó thì nó cũng rẻ thôi. Rồi nệm mọi thứ đây, máy lạnh á, thì xe ở đây thì hai dàn lạnh, một dàn sau và một dàn sau đây và một dàn phía trước nữa. Và như cái xe đợt trước mình làm trên xít á, xe màu đỏ mọi người, thì mình tháo luôn cái phía sau ra, nhưng mà còn đây vẫn để nguyên cái trần cái dàn lạnh phía sau đó, nên là khi mà muốn ra sau nằm mà không, trường hợp không có máy lạnh rời á, thì mình có thể nổ máy xe và nó sẽ rất là mát phía sau này. Phía sau sẽ có một cái hộp để mình nè, cái vòi tắm nè. Lúc trước á, thì xe này không có nhà tắm trong xe, nên là làm cái vòi tắm ở phía ngoài. Sau này mình làm lại thì mình vẫn sẽ giữ cái vòi tắm phía ngoài, trường hợp là mình sẽ đi tắm biển hay là nó bị dơ bên ngoài á, tay chân hay cái gì đó, thì mình có thể dùng cái vòi tắm ở đây và mình để ra ngoài đây mình tắm luôn. Thì khi mình tắm sạch rồi á, thì mình vô xe mình lau người hoặc là mình tắm lại trong nhà tắm trong xe á, thì nó sẽ giảm được cái tình trạng nó bị dơ xe. Rồi. Hoặc là nhiều khi là đi đông bạn bè á, chơi biển hay chơi đồ xong rồi tắm nhờ mà ai cũng vào trong xe hết thì nó rất là lộn xộn. Trong này sẽ có một cái hộp nữa, cái hộp rất là to, tha hồ để luôn. Phía bên này thì mình sẽ làm lại một tí, vì mình thấy cái chỗ này khá là rộng và mình sẽ không bỏ cái gì mà nó nghịch ở trên được đâu. Ví dụ như trường hợp đây ha, mình có để những cái đồ, rất là nhiều đồ phía này, nhưng mà ở phía trên nó có rất là nhiều khoảng trống mà mình không thể nào mình chất hết đồ lên, và mình mỗi lần mình rút ra rút vào á thì lại phải gỡ từ cái trên ra, xong rồi mình rút được cái dưới. Thì sau này mình sẽ làm cái bậc ở đây, cái bậc cũng như là coi như là cái hộc á, giống cái xe màu đỏ đợt trước, mình sẽ làm một cái hộc cao lên, rồi mình sẽ đổ, để đồ ở dưới hoặc là để đồ ở trên, thì khi đó nhìn nó sẽ gọn gàng hơn. Với lại trường hợp mà mình muốn làm thành cái bàn, đây nó có sẵn cái bát nè, rồi kia có cái bàn kìa, khi mà mình mở cái này ra mình làm thành cái bàn á, thì cái chỗ này nó sẽ bị nó sẽ thấp lại và mình có thể để chân lên được. Như trường hợp này thì nó khá là cao và mình ngồi lên nó sẽ hỏng chân, rất là khó chịu đó, nên là mình sẽ làm cho nó cao lên thì mình sẽ để chân được rất là thoải mái. Rồi bây giờ mình sẽ vào lại trong xe. Tại vì cái chị chủ đây xác định là bán xe là không đi nữa, nên là cũng để lại tất cả các thiết bị cho nhà mình. Ở đây thì nó sẽ có cái bàn nữa này ha, cái bàn mở rộng này,
Nhưng mà nói chung là mọi người có thể thấy này, cái chi tiết thì mình vẫn phải làm lại, chứ mình không có để như vậy được. Dây điện, dây đồ cũng rất là lung tung luôn. À, được cái là trần này, trần với vách á, thì hầu như nó còn rất là tốt. Cần thiết thì mình sơn thêm thôi, còn không mình lau chùi là được rồi. Ở kia nó có một cái lối thoát hiểm. À, cái đó mục đích là mình sẽ leo lên trên trần. À, mỗi lần mà đậu chỗ nào đẹp hoặc là trong thành phố hay là dừng lại chơi á, thì mình có thể mở cái nắp đó lên và cả nhà leo từ đây. Chỉ cần đứng lên là lên được rồi, nên là rất là khỏe luôn. Như đợt trước mình có làm những cái xe khác đều có ba ga, nhưng mà nói thật là rất là hiếm khi mà mình leo lên trên đó. Còn nếu ví dụ như có cái trường hợp mà có cái này á, thì mình sẽ leo lên mình hóng gió rất là thoải mái và mình sẽ xiên hơn. Đây cũng có mấy cái học nè, cái ổ điện nè, rồi chỗ này có tủ lạnh nè, trước đây là cái chỗ để nấu ăn rồi, nhưng mà sau này bây giờ là mình sẽ mở cái học này ra để mình làm lại cái nhà tắm. Rồi bên này là cái bồn nước này, đó các chi tiết nó bị cắn này, cắn chỗ này nè, mình phải làm lại hết. À, đây là bồn nước 110 lít thì phải. Còn bên này là tủ điện này thì cũng lâu rồi không dùng, nên là mà may là nó vẫn còn điện ha. Mà mình sẽ phải xem xét như thế nào, tại vì cái hộp điện này nó chỉ có là hai số điện thôi, 12V và 200A, thì nó được hai số điện. Mình muốn là phải tầm 4 số á, thì mình xài thoải mái hơn. Với lại sau này mình sẽ dùng cái máy lạnh di động nữa, nên là nếu mà có 4 số điện á, thì nó mới đủ đáp ứng được cái máy lạnh đó. Đấy. Nói chung là rất là sơ sài và lung tung, tại bữa là đi đăng kiểm á, nên là mình phải đi làm lại hết. Rồi còn gì nữa không ta? Còn cái tủ lạnh thôi. Cái tủ lạnh này như là 50 lít hay 60 lít gì đó. Rồi cơ bản vậy thôi. À quên, ở đây nó còn có một cái hộc đựng đồ nữa nè. À, hộc đựng giày chứ quên, hộc đựng giày đó. Mình mở ra là mình bỏ giày vô, nó sẽ rất là gọn gàng. Rồi cái ghế này nữa, cái ghế này là một điều mà mình rất là thích. Ban đầu mình nghĩ là đợt trước mình đi á, thì cái xe này chưa có làm những cái này, nhưng mà sau này chị chủ đó chị mua lại, xong rồi chị lại nhờ anh Lam Sơn, anh nhà kem cây với mọi người, thì ảnh mới đổ lại cái này. Đây là một cái ghế xoay, mình có thể xoay ngược cái ghế này quay ra hướng này để mà mình ngồi, không gian nó rộng á. Cần thiết thì mình làm thêm một cái bát để mình làm cái bàn ở đây nữa, thì khi mà mình làm việc ở đây á, thì mẹ con hay là mọi người sinh hoạt ở phía dưới sẽ không có bị vướng víu với mình. Mình rất là thích cái này luôn. Ban đầu mình nghĩ là mình mua về rồi mình phải làm, nhưng mà rất là may là anh đã làm rồi. Rồi đó là tổng hợp sơ sơ về chiếc xe. Mọi người có thể thấy đó, chiếc xe nó có rất là nhiều chức năng và nó cũng khá là đầy đủ rồi. Hầu như là mình chỉ làm cho nó đẹp lại và cho nó thẩm mỹ hơn thôi, chứ còn làm thì mình nghĩ nó sẽ rất là nhanh thôi. Với lại cái xe này á, trong quãng đường mình đi là 1.400 km từ Hà Nội về đây trong vòng 2 ngày rưỡi. Thì mình nói cho mọi người là tại sao mình chạy 2 ngày rưỡi. Lúc ban đầu á, thì mình tính là mình đi máy bay vào đó rồi mình sẽ đi xe từ từ về, khoảng 7 ngày 10 ngày mình về tới nơi, thì sẵn tiện mình cũng tốn xăng rồi, nên là mình đi đi dọc đường để mình chơi, mình ngắm cảnh luôn. Tới đâu thì mình ở lại, mình cắm trại, mình chơi luôn. Nhưng mà thật ra lúc mình nhận xe thì điện rồi mọi thứ nó cũng còn khá là trục trặc, rồi nước cũng không có nữa, rồi xe cũng rất là dơ, bụi rồi tùm lum hết, nên là mình không có thể nào ở được trên xe, nên là mình mới quyết định chạy về. Và rất là bất ngờ là cái xe này tiết kiệm nhiên liệu vô cùng luôn mọi người. 1.400 km mà mình đi chỉ khoảng vừa tròn 2 triệu tiền xăng. Với cái giá dầu 21.000 á, thì mình tính đâu đó sơ sơ thì cái xe này nó chỉ mất khoảng 7 lít dầu trên 100 km. Đó là một con số mà mình chưa trải nghiệm được một chiếc xe nào như vậy. Lúc trước á, thì chiếc xe màu đỏ chassis của mình hồi cũ á, thì nó cũng rơi vào tầm 10 lít dầu. Còn con xe màu xanh 8 chỗ mình mới vừa bán á, thì nó cũng rơi vào tầm 9 lít 10 lít, nhưng mà nó là máy xăng nữa nên là rất là tốn. Thì so với con xe này, nó vừa to hơn, nó vừa
nhiều công năng hơn, vừa có thể đi lâu ngày hơn, mà cái giá dầu nó rẻ như vậy á, thì nó cũng là một cái điều mà khá là sáng suốt khi mà mình quyết định mình đổi ra con xe này để mình có thể đi được nhiều hơn. Tại một trong những cái điểm quan trọng nhất đó là về chi phí xăng dầu á, thì mình thấy con xe này khá là ổn rồi. Và trước đây thì mình nghĩ là mình sẽ cố gắng mình đổi sang Solati hoặc là Grab để cho cái trần nó cao rồi nó thoải mái rộng rãi hơn. Nhưng mà đổi lại á, thì những con xe đó thì đời mới bây giờ thì giá nó khá là cao. Cho dù mua đời cũ á, thì giá nó cũng còn khá là cao. Và đối với con xe này á, thì mình đứng vẫn không có đụng đầu. Đây là mình mang giày nha. Nhưng mà trường hợp mình không mang giày á, thì mình đứng là nó sát rồi luôn. Nghĩa là mình không cần phải khom hay cúi gì hết. Mình vẫn thoải mái đi trong xe một cách rất là thoải mái. Đó. Nên là đó là một lý do thì mình cũng nghĩ là mình không còn lý do nào đó để mình phải bỏ rất là nhiều tiền để mà đổi những con xe đời mới bây giờ. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi về nhà và bắt đầu công cuộc dọn cái xe. Và đây là tình hình hiện tại của chiếc xe của nhà mình. Và mình sẽ cập nhật lại trong thời gian sắp tới quá trình mình làm chiếc xe này như thế nào. Cảm ơn mọi người đã xem hết video đến giờ phút này nha. Nếu mọi người thấy hay á, thì cho mình một like và một đăng ký cho cái kênh mới này. Rồi mình sẽ cố gắng làm ra video thường xuyên như trước đây để cho mọi người xem. Thôi xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau.